Theo Cục Xúc tiến Thương mại, hai bên đã thống nhất thực hiện kế hoạch phối hợp trong giai đoạn từ nay đến 2021 với các nội dung chính gồm chương trình xuất khẩu toàn cầu thông qua thương mại điện tử, chương trình phát triển thương hiệu trên thương mại điện tử với Amazon, chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam về thương mại điện tử. Trong đó, chương trình xuất khẩu toàn cầu thông qua thương mại điện tử sẽ lựa chọn các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm tiềm năng để đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tư vấn trực tiếp và kết nối với mạng lưới dịch vụ hỗ trợ đã được thiết kế riêng cho chương trình để đưa sản phẩm xuất khẩu lên hệ thống thương mại điện tử Amazon tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019. Đối với đợt hỗ trợ đầu tiên của chương trình trong năm 2019, sau khi tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ kỹ lưỡng, Cục Xúc tiến Thương mại và Amazon Global Selling đã lựa chọn 100 doanh nghiệp tiềm năng xuất khẩu bán hàng trên trang thương mại điện tử Amazon.com và tổ chức lễ khởi động chương trình xuất khẩu toàn cầu thông qua thương mại điện tử. Tôi cho rằng đây là một cái chương trình mà rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Bởi vì là thông qua môi trường thương mại điện tử thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có thể là nâng cao được cái kim ngạch xuất khẩu của mình ra thị trường thế giới. Bởi vì là theo như thống kê của Amazon thì là cái kim ngạch xuất khẩu thông qua thương mại điện tử ấy có thể là tăng từ là vài chục đến vài trăm lần đấy, tùy thuộc vào các doanh nghiệp, tùy thuộc vào các sản phẩm. Thứ hai nữa đó là gì? Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta có cơ hội là tiếp cận thị trường trực tiếp bằng những cái thương hiệu của sản phẩm của doanh nghiệp họ ấy. Cho nên là đây là một cái cách mà có thể nói là rất là hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Mình cũng nghe được cái thông tin từ cái báo Việt Nam của mình là Amazon sẽ vào Việt Nam. Thì mình cũng đã chủ động để liên hệ với Amazon. Thì trong quá trình mình làm việc với Amazon cũng như sự hỗ trợ của bên Cục Xúc tiến Thương mại thì mình cũng rất là bất ngờ khi mình được chọn là một trong 100 doanh nghiệp để bắt đầu triển khai cái việc mà xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ nhận được sự hướng dẫn chi tiết từ mở tài khoản, hoàn tất thủ tục xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa, quảng bá sản phẩm nhằm đưa hàng vào hệ thống Amazon một cách thuận lợi và hiệu quả nhất thông qua các buổi đào tạo, qua sự tư vấn trực tuyến và trực tiếp. Những doanh nghiệp bán hàng thành công nhất trên Amazon.com trong đợt hỗ trợ đầu tiên này sẽ được lựa chọn vào đoàn xúc tiến thương mại tới Hoa Kỳ vào tháng 10 năm nay. Theo đó, các doanh nghiệp này sẽ được cung cấp vé máy bay khứ hồi tới Hoa Kỳ, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, giao thương gặp gỡ doanh nghiệp tại nhiều thành phố lớn tại Hoa Kỳ, có cơ hội đến thăm và làm việc trực tiếp với đại diện Amazon tại thành phố Seattle, Hoa Kỳ. Cục Xúc tiến Thương mại và Amazon Global Selling sẽ phát triển chương trình phối hợp này theo định hướng dài hạn và tổ chức các hoạt động theo chuỗi. Và sau đợt hỗ trợ đầu tiên trong năm sẽ tiếp tục tiến hành các đợt hỗ trợ tiếp theo, cũng như song song tiến hành các hoạt động phát triển thương hiệu trên thương mại điện tử với Amazon đối với doanh nghiệp có tiềm năng và mong muốn phát triển thương hiệu của mình tại thị trường Hoa Kỳ.